người đàn ông có thể xua đuổi cá mập chỉ bằng một tiếng gầm. Không chỉ vậy, anh ta cũng có thể ra lệnh cho những con cá mập xếp hàng. Để thể hiện khả năng kiểm soát của cá, ông chủ vô lương tâm thậm chí đẩy nhân viên xuống biển. Susan là một chuyên gia nghiên cứu về cá mập. Hôm đó một người đàn ông tới tìm Susan. Anh ta đưa cho cô một tấm danh thiếp. Đó là một công ty dược phẩm. Phía bên kia cho rằng công ty muốn mời cô về làm cố vấn. Trước tiên chưa nói Susan có đồng ý hay không, cuộc gặp mặt liền lấy ra $5,000. Nếu như cô đồng ý hợp tác, 5 năm tiếp theo, đối phương sẽ tài trợ đầy đủ thỏa hiệp nghiên cứu của Susan. Thấy mức độ chân thành của đối phương, Susan cũng miễn cưỡng đồng ý. Hẹn là hôm đó Susan tới bến cảng, sẽ được phía công ty mời. Còn có một cặp vợ chồng nhà khoa học, nhóm người đi tới căn cứ nghiên cứu trên biển. Tuy nhiên, ngay khi Susan tới đây cô đã rút lui. Bởi vì đối tượng nghiên cứu của công ty là cá mập đực, phải biết là cá mập bò có cú đớp mạnh gấp 10 lần cá mập trắng. Nguyên nhân chính là khó kiểm soát. Để xoa dịu những nghi ngờ của họ, Gracio đưa họ trở lại tầng cao nhất, nhân lúc một người không chú ý liền đẩy anh xuống biển. Cảnh tượng này đối với ba người mới chính là quá kinh hãi. Nhưng vấn đề là anh ấy không biết bơi, Susan không quan tâm nhiều, nhảy xuống và cứu anh ấy lên. Lúc này đàn cá mập theo đội hình trật tự xuất hiện, bơi nhanh về phía hai người. Chính vào lúc cá mập đuổi tới bọn họ, Russell liền nhấn nút, cá mập tự động bơi rẽ sang hai bên. Mặc dù Susan tin rằng cá mập bò có thể khó dày, nhưng Russell có thể khiến chúng xếp hàng theo đội hình. Dựa vào điều đó thôi cũng có thể khiến Susan ở lại. Nhưng cái bọn họ không biết là cá mập hôm trước vừa lén ra ngoài đi thưởng thức bữa ăn. Mặc dù đã có người kịp thời đưa chúng trở lại, nhưng có hai người kém may mắn đã làm bữa ăn của nó. Chỉ là điều mà Carter không phát hiện, điều khiến anh ta không ngờ được là cá mập vậy mà lại đào một cái hố thành công vượt qua dây cáp. Khi Carter sửa xong sợi dây cáp, đem việc này nói với Russell, không ngờ ông ta không những không lo lắng, ngược lại còn bày ra dáng vẻ phấn khích. Bởi vì cá mập đang học, đã có thể tự mình giải quyết một vài vấn đề. Nói thuốc cũng đã có hiệu quả, gen kết cấu của cá đang tiến hóa, cá mập ngày càng thông minh hơn. Russell cũng nói, chỉ cần đợi thí nghiệm của ông ta hoàn thành, ông ta sẽ đích thân hủy diệt chúng. Cá mập được trang bị máy theo dõi, cho dù có chạy tới đâu cũng có thể tìm được. Tuy nhiên, lời nói của Russell đều bị cá mập nghe được, mà cá mập lại nghe hiểu nó. Russell tập hợp mọi người lại, nghiên cứu của ông cũng đã thời khắc quan trọng. Carter chỉ huy cá mập bơi về phía mình, tiêm thuốc cho cá mập, sau đó đưa cá mập trở lại phòng thí nghiệm. Russell giải thích quá trình nghiên cứu của mình cho mọi người. Toàn bộ quá trình là không đau đớn, không làm hại con cá mập chút nào. Họ tiêm thuốc vào não cá mập, trí thông minh của cá mập đã được nâng cao gấp ngàn lần. Nhưng gần đây những con cá mập đã có hành vi kỳ lạ. Chuyên ngành của Susan cũng có tác dụng, cô vừa nhìn là biết cá mập đang mang thai. Đây là một dấu hiệu rất xấu. Tuy nhiên lúc này, những con cá mập khác cũng bắt đầu hành động. Người đàn ông chuẩn bị kiểm tra axit nucleic của cá mập. Anh ta dùng miệng mở miệng cá mập, đem một chiếc cọc gỗ dựng ngược lên, sau đó cầm dụng cụ ở bên cạnh, cắm thẳng vào cổ họng của cá mập. Nếu như làm việc này mà đổi lại giới thiệu cho bạn một cô người yêu, bạn có dám làm không? Lúc này cá mập đột nhiên mở hai mắt, Rome lập tức nhận ra được liền rút tay lại, suýt chút nữa đang lành thành què mất tay ôm bạn gái. Một người đàn ông thấy vậy vội vàng mở công tắc, con cá mập lại một lần nữa thả về biển. Hành động của anh ta chẳng khác nào thả hổ về rừng. Vị trí thông minh của cá mập được tăng cường gấp ngàn lần nhờ thuốc. Sau khi nghe lén được chủ nhân nói xong việc sẽ giết chúng, chúng đã chuẩn bị trả thù chủ nhân. Cá mập đầu tiên là làm đổ thùng dầu, khi sang chạm vào lưới điện nó sẽ phát nổ. Trong căn cứ truyền tới một trận rung lắc dữ dội, lỗi nguồn điện tự động bật nguồn điện dự phòng, lưới điện xung quanh cũng đã mất đi tác dụng. Nhưng con cá mập dường như không định trốn thoát, bọn chúng đã cắn hỏng camera, sau đó đâm mạnh vào căn cứ. Phít từng cái một bị bật ra, nước đang trào vào bên trong, chẳng mấy chốc mà nước đã ồ ạt trào vào bên trong căn cứ. Carter thấy rằng căn cứ đã bị hỏng hóc nhiều chỗ, chỉ có phòng thí nghiệm là tạm thời an toàn. Bên ngoài hành lang cũng đã bị nước bao phủ, một người đàn ông bị cá mập cắn nát mặt, điều khiến mọi người sợ hãi cũng đã xảy ra. Cá mập mang thai đã thành công hạ sinh, cá mập con bơi qua khe hở trên thuyền, bây giờ chúng đang ở bên ngoài đợi bọn họ nhất định phải có người ra ngoài gọi điện cầu cứu. Mà bây giờ con đường duy nhất có thể ra ngoài chính là chiếc hồ trước mặt. Chính vào lúc Carter và Susan đang thảo luận ai làm người ra ngoài, một người đàn ông tình nguyện nhảy vào trong nước. Bốn người căng thẳng đứng ở cửa, chỉ thấy cá mập đâm vào anh ta, người đàn ông trực tiếp bị ngất đi. Nhưng con cá mập dường như không có ý định ăn anh ta, dường như chỉ đang ngăn cản anh ta ra ngoài đi gọi cứu viện. Xem ra cá mập đang muốn giữ bọn họ lại cho đàn con của nó thưởng thức. Sau đó Carter cũng bơi ra, đưa theo người đàn ông ngất xỉu trở lại phòng thí nghiệm. Sau khi Susan nhanh chóng cứu chữa, người đàn ông cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên anh ta tính cách liều lĩnh, chủ định đã không thể sống tới tập tiếp theo. Chính vào lúc tay anh ta thò vào trong nước, cá mập đột nhiên một miếng cắt đứt đầu anh ta. Mọi người sợ hãi đến mức hét lớn lên, có một loại giống loài vừa thông minh vừa hung dữ, nếu như bọn họ còn tiếp tục nuôi dưỡng, không biết là còn hại biết bao nhiêu người nữa. Chính lúc này, áp lực lớn khiến phòng thí nghiệm không thể trụ thêm được nữa. Giây tiếp theo, nước biển bắn lên khỏi mặt hồ, một lượng lớn nước biển tràn vào phòng thí nghiệm, mọi người đều bị hất văng tứ phía. Chẳng bao lâu, mọi người đều một người một nơi, một số lao vào khu vực đèn xanh, còn một số người lại bơi về phía đèn xanh nước biển.
còn một số trốn vào khu đèn đỏ. Vậy bọn họ tiếp theo đây, ai sẽ là người mở màn cho bữa ăn đầu tiên của cá mập? Đây là một đám cá mập con đang đói. Bây giờ chúng đang cần ăn thịt người để bổ sung chất. Người đầu tiên gặp chúng chính là Ray. Nhìn đàn cá mập con đang hung hăng bơi về phía mình, Ray nảy số nhanh chóng nhảy lên. Một đàn cá mập con cũng ở phía dưới mông anh ta nhảy tung tăng. Chỉ cần bị căn một miếng, có thể đoán được là mất phao câu. Không biết là trôi qua bao lâu, mặt nước cũng dần tĩnh lặng. Ray đưa tay ra khuấy động mặt nước, muốn xem liệu cá mập đã đi chưa. Chính vào lúc anh ta muốn đổi tay, đột nhiên rơi xuống nước. Nhưng may mắn là cá mập con đã bơi đi hết. Ray tiếp tục lên đường tìm vợ. Tuy nhiên, khi anh ta đang đi tìm vợ, hai người lại bị chặn bởi một cánh cửa mà không thể mở ra. Ray chỉ đành bất lực nhìn vợ bị làm mồi ngon cho đám cá mập. Tiếp theo chính là hai người đen đủi này, Dan cùng với Rome trốn ở trong phòng ngủ. Kết quả là cửa trước bị hỏng vẫn chưa sửa. Chính vào lúc hai người đang đổ trách nhiệm cho nhau, bên ngoài truyền tới tiếng động. Dan thò đầu ra xem. Chúa ơi, một đàn cá mập con đang nhanh chóng bơi áp sát về phía hai người. Rome cũng tò mò liếc nhìn. Kết quả là anh ta đã không còn cơ hội để trốn thoát. Dan đã leo được lên giường. Rome thấy tình hình không ổn, chỉ đành trốn vào trong phòng tắm có cửa kính trong suốt. Mực nước đang dần dâng cao, không mất bao đâu để tràn qua cửa kính. Cá mập con cũng đã nhảy qua. Rome đã trở thành bữa ăn đầu tiên của chúng. Chỉ có duy nhất Dan trốn ở trên đệm ra được ngoài. Trên đường đi thì gặp Ray. Phía bên này hai người Carter đã gặp được Russell. Bọn họ cùng nhau tới phòng vệ sinh, định sẽ trèo từ ống thông gió ra ngoài gọi cứu trợ. Lúc này Susan dường như nghe thấy tiếng người kêu cứu, cô quay người muốn đi cứu. Không ngờ Russell liền đóng cửa lại. Ông ta xoay tay nắm cửa vào lần, nên nói ông già này giơ nách lên xem có thâm không, quá thâm độc. Đây cũng là động lực để Carter có thêm ý chí cứu mọi người. Đợi khi Susan đứng ở bên ngoài cửa, Carter bảo cô hãy tìm đường khác trốn xem, anh cũng sẽ nhanh chóng trở lại. Sau đó hai người thông qua ống thông gió, cuối cùng đã lên được trên mặt biển. Thời gian lúc này đã tới tối. Carter dùng điện thoại vệ tinh cầu cứu đội cứu hộ trên biển, mà Susan bên này tìm thấy một dụng cụ lừa, trực tiếp đột một lỗ ở trên cánh cửa. Lúc này hai người Dan cũng đã tới đây, ba người hợp lực đẩy cửa. Chính lúc này Susan nghe thấy âm thanh của cá mập con, đẩy hai người còn lại vào trong, bản thân một mình ở lại xử lý đám cá mập con. Đợi khi đám cá mập con tới gần, Susan dùng vũ khí ở trong tay khiến cho đám cá mập con chạy loạn. Kết quả là đám cá mập con bỏ qua cô, chui vào trong chiếc lỗ. Lúc này nước lại bắt đầu dâng lên cao. Rome phía sau cơ thể vẫn đang ở trong nước. Đợi khi bọn họ trèo lên lỗ thông gió, Rome chỉ còn lại nửa người. Susan cũng bơi về phòng thí nghiệm, trực tiếp lặn từ chiếc hồ xuống biển. Khi cô ra khỏi mặt nước, con cá mập phía sau đang đuổi theo cô. May mắn là hai người Carter đã kịp thời kéo cô lên. Lên bờ, Susan càng nghĩ càng tức, trực tiếp muốn vứt Russell xuống hồ. Lúc này máy bay không người lái của đội cứu hộ tới thăm dò. Mọi người liền hét lên vui mừng. Máy bay không người lái trực tiếp bị con cá mập nuốt chừng. Lúc này chỗ họ đứng đột nhiên rung chuyển, chỉ có thể cầm cự thêm 2 phút nữa sẽ chìm xuống. Bọn họ không thể đợi đội cứu hộ tới nữa. Lúc này Carter phát hiện ở phía xa có một con thuyền, bơi qua đó vẫn có thể có được một con đường sống. Susan ném Jan xuống, sau đó hai người cùng nhảy xuống biển. Nhìn ba người đang bơi đi xa, Russell cũng nghiến răng đi theo. Chính vào lúc bọn họ cách thuyền không xa, Jan đột nhiên bị kéo vào xuống dưới. Lúc này con cá mập từ chỗ chiếc thuyền bơi về phía bọn họ, sau đó bơi vào giữa hai người. Mục tiêu của nó chính là Russell cách đó không xa. Russell nhảy vào trong nước, miệng ông ta cũng há hơn hướng về phía con cá mập. Chính vào lúc ông ta tưởng rằng cá mập vẫn nhận mình là chủ nhân, cá mập hất văng ông ta lên cao. Hai người còn lại thấy vậy vội vàng trèo lên thuyền, mà con thuyền lại không khởi động được. Lúc này con cá mập lại khóa mục tiêu là họ. Khoảnh khắc cá mập nhảy lên khỏi mặt nước, hai quả pháo sáng đập thẳng vào mặt cá mập, con cá bị ném trở lại nước, hoàn toàn không còn động tĩnh. Hai người cũng không dám lơ là. Không lâu sau, Jan bơi lên khỏi mặt nước, hóa ra cá mập vừa cắn giày của anh ta. Bọn họ sau khi lái thuyền rời đi xa, Carter lấy ra máy điều khiển từ xa, sau đó giữ cắm hai chiếc chìa khóa vào, đếm ngược 10 giây kết thúc. Toàn bộ khu nghiên cứu cùng với cá mập hoàn toàn bị tiêu diệt trong vụ nổ. 3 tuần sau ở trên bãi biển, một con cá mập đưa theo đàn con đi tìm thức ăn. Bất ngờ chưa, ông bà già